kiển nha, kiển chợ Phước Bình nha. Đó, rất là đẹp. Cây rẻ nhất là 100.000 nha. Rẻ nhất là 100. Chụp lại kim luôn ấy. Dạ. Anh với cây này là cây gì anh? Phú Quý Lá Vàng. Phú Quý Lá Vàng nha. Còn cây này? Lữ Hổ. Lữ Hổ. À, Lữ Hổ nhỏ nè. À, là những cây này là toàn là phong thủy à, tốt không nha. À, cả nhà ủng hộ anh mình nha. Rồi, quá đẹp. Rồi, cây giống á, anh đi bán cây giống luôn đó. Nè, thấy không? À, rẻ đẹp. Nay anh bán chợ Phước Bình nha. Cả nhà nhớ ghé chợ Phước Bình ủng hộ anh nha. Anh thường xuyên bán đây hả? À, thứ bảy chủ nhật là anh bán ở đây. À, nhưng bữa nay thứ năm thì anh bán đây luôn. Lỡ đi lỡ nó bắt qua chạy. À, tại vì hôm nay thứ năm anh ghé đây là do lỡ đường công an nó bắt nên anh ghé đây anh bán luôn. À, còn thường đúng ra là phải thứ bảy chủ nhật anh mới bán ở đây. Nhớ ra ủng hộ anh đường đường số 8 nha. Đó, cây đẹp, chỉ có 100 một chậu vậy thôi. Đó, 100 một chậu nha, nhớ ủng hộ anh nha. Rồi, cả nhà nhớ ủng hộ anh nha. Đường số 8 chợ Phước Bình, quận 9 nha. Rồi, thấy nhiều cây lắm, nhiều loại cây lắm mà ra ưng ý cây nào thì lựa ủng hộ anh. Rồi, chú bán được 3 cây nha. Rồi, chú sáng giờ ngồi buồn công an đuổi hoài luôn. Dạ, một... mua rồi chị. Cây đó mua rồi. 100.000 mua rồi, còn đó 100 đó chị lựa đi chị. Không có đâu, có loại 50 có không á. Dạ, cây nhỏ nữa là cái có cây nữa 50. Dạ, 100 với 50 chị muốn lựa cây nào lựa. Trời, quá đẹp, ủng hộ chị luôn, ủng hộ chú luôn. Rồi, cảm ơn em kìa. Khói cho em 30. Cái này nhiêu? Thấy không? Thấy em gái nó đi rồi mà nó còn nghĩ tới chú, nó quay lại, thấy không? Không, vậy nãy giờ em đi đâu đâu có coi livestream phải không? Không. Tưởng đâu coi livestream quay lại. Thưa thầy ơi, trên đường kia thì bàn nhưng mà qua không thầy. Thôi chị. Thầy dạ. Nhìn nó rõ hơn. Dạ. Cái dạ, cái thứ này là tốt hơn cái thứ đó đó. Dạ. Đẹp rẻ 100, 150, 150, lựa cây nào có cây đó nha. Rồi, ủng hộ chú luôn. Dạ, chị mua mấy cây? Mai mốt chị mới mua hả? Mua đi rồi chú trở về giùm cho. Mua 5-7 cây đi rồi. À, dạ, cây kiển bây giờ mua rẻ nha. Kiển Bến Tre lên luôn nha. À, lên Bến Tre luôn nè, Bến Tre lên luôn. Rồi, như còn mấy cây nữa hết luôn nè, còn mấy cây nữa hết luôn.